Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia vào kèo Europe đến từ dự án Interstellar World. Kèo này thì chúng ta sẽ cùng nhau ăn chia cái pool giải thưởng là 100.000 đô token và sẽ chia đều cho tất cả những thành viên tham gia. Tuy nhiên thì cái số lượng thành viên mà được chia đều thì nó cũng sẽ giới hạn thôi. Nên là những anh em nào mà chúng ta xem cái video của mình thì các bạn làm càng sớm càng tốt nhé. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Sau đó các bạn nhấn mở Telegram ra, chúng ta nhấn vào nút Start để bắt đầu chat với bot. Kèo này thì là một kèo ăn chắc và nó sẽ ăn chia cho tất cả các thành viên tham gia. Nên là chúng ta cứ tham gia. Rồi, các bạn sẽ nhập cái mã CAPTCHA, sau đó thì nó sẽ hiện lên tất cả các cái thông tin của dự án ở đây. Đấy, thì đây các bạn sẽ nhấn tiếp tục vào phần Continue cho mình nhé. Sau đó ở đây thì nó sẽ hiện lên các cái nhiệm vụ để các bạn có thể tham gia. Nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ join vào kênh Telegram Group của dự án. Đây các bạn click vào phần Join Group cho mình. Tiếp theo là chúng ta sẽ follow trang Twitter, like và retweet pinpost ở trên trang của dự án nhé. Ok, thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành chúng ta follow cái trang của dự án. Sau đó ở đây thì các bạn sẽ lướt xuống cái bài mà chúng ta đang được ghi ở đầu trang ở đây. Chúng ta sẽ thả tim và sau đó các bạn sẽ nhấn vào phần quote tweet. Ở đây thì nó để mình xem là nó có yêu cầu chúng ta tác thẻ hay không nhá. Ở đây thì nó chỉ yêu cầu like và retweet pinpost, không cần tác thẻ nhá. Ok. Rồi thì các bạn có thể để lại một cái dòng trạng thái ở đây, sau đó chúng ta sẽ nhấn vào phần tweet. Tiếp theo là chúng ta sẽ quay lại làm tiếp nhiệm vụ. Tiếp theo là các bạn sẽ join vào cái kênh channel quảng cáo là kênh Europe Inspector. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ follow kênh quảng cáo, like và retweet cái bài đăng liên quan đến cái dự án Europe lần này. Thì các bạn sẽ mở cái trang của Europe Inspector. Ở đây thì các bạn sẽ lướt xuống cho mình ở phần phía dưới. Chúng ta sẽ tìm cái kèo liên quan tới dự án mà nó đăng ở đây. Đây thì các bạn lướt xuống tầm khoảng bài thứ 6, thứ 7 gì đấy. Thì sẽ có cái bài của Interstellar World. Thì đây các bạn sẽ thả tim, sau đó chúng ta sẽ quote tweet bài này về. Đấy, thì ở đây các bạn cũng không cần tác thẻ bạn bè đâu, chúng ta chỉ cần retweet. Sau khi các bạn đã hoàn thành tất cả các cái thông tin, tất cả các cái nhiệm vụ thì chúng ta sẽ nhấn vào phần Submit Detail. Ở đây nó sẽ hỏi các bạn join vào group của cái dự án chưa, thì các bạn nhấn vào phần Đăng này. Tiếp theo các bạn sẽ khai báo cái đường link Twitter của chúng ta. Với đường link Twitter thì các bạn sẽ vào cái trang Twitter của chúng ta và các bạn nhấn vào phần Profile. Sau đó các bạn sẽ copy cái đường link Twitter cá nhân, chúng ta dán vào ở phần chatbot, các bạn enter. Rồi tiếp theo nó sẽ hỏi các bạn join vào kênh Europe Inspector chưa, thì lúc nãy chúng ta đã hoàn thành nên là các bạn sẽ nhấn vào phần đăng. Tiếp theo là đã follow cái kênh channel quảng cáo, tức là cái kênh của Europe Inspector ấy, thì lúc nãy chúng ta cũng đã làm rồi nên các bạn nhấn yes. Cuối cùng thì các bạn sẽ điền cho mình cái địa chỉ ví BEP20. Với địa chỉ ví BEP20 thì các bạn có thể sử dụng ví MetaMask, ví Trust Wallet hoặc là Coin98. Chúng ta sẽ chọn địa chỉ ví của Binance Smart Chain. Đấy, nếu bạn nào chưa biết tích hợp mạng Binance Smart Chain vào ví MetaMask thì các bạn có thể vào phía dưới cái đường link. Mình sẽ để cái video hướng dẫn ở phía dưới. Rồi và cuối cùng thì nó sẽ cho các bạn một đường link rep. Bây giờ thì các bạn có thể copy đường link rep này, chúng ta chia sẻ cho bạn bè của chúng ta tham gia. Và các bạn có thể thấy đây là mỗi lượt giới thiệu sau khi chúng ta hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận được cái 4 cái đồng stake. Đấy, và khi mà chúng ta mời được thêm một refer thì các bạn sẽ nhận được là một đồng stake này. Và hôm sau nó sẽ tính theo cái tỷ lệ cái đồng stake mà các bạn nắm giữ thì nó sẽ chia đều cái pool phần thưởng, pool giải thưởng là 100.000 đô này cho chúng ta theo cái tỷ lệ mà số lượng stake mà các bạn nắm giữ. Nên là nếu chúng ta mời được nhiều bạn bè thì các bạn sẽ nhận được nhiều token hơn. Đấy. Ok, và video hướng dẫn của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Và nếu bạn muốn cập nhật các cái thông tin về các kèo Europe mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ thì các bạn có thể là join vào cái channel trên Telegram Europe CCA channel của mình để cập nhật những cái thông tin mới nhất về các kèo Europe, các kèo EIDO. Và khi phân phối token về thì mình cũng sẽ thông báo cho các bạn ở trên cái kênh channel Telegram của mình. Ngoài ra thì mình cũng có thêm một cái nhóm chat dành cho các bạn có thể vào đây. Chúng ta trao đổi, thảo luận và chia sẻ các cái kèo Europe. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.